đang là sát thủ đầu đội chơi chân đạp đất, bắn tỉa như PUBG, mà chỉ sau một phút sơ ý đã dính trọn chất độc hạt nhân, thành ra còn đúng một ngày để sống. Bạn sẽ làm gì nếu rơi vào hoàn cảnh này? Nếu bạn sẵn sàng vác đồ nghề để hỏi tội kẻ đã đẩy mình vào bước đường cùng, thì mời bạn về với đội của Kate, cô nàng sát thủ trong bộ phim cùng tên mới ra mắt trên Netflix. Vậy bộ phim này có gì thú vị và nó có xứng đáng với gần 2 giờ đồng hồ của khán giả không? Hãy cùng phê phim tìm hiểu trong video này nhé! Kate là câu chuyện trả thù của nhân vật tiêu đề sau khi cô này bị hạ độc mà không hề hay biết và chỉ còn 24 tiếng để vén mở bức màn chết người. Ngoài một số diễn viên có tiếng tại Hollywood như Mary Elizabeth Winstead hay Woody Harrelson, phim quy tụ dàn cast hầu hết tới từ Nhật Bản vì bối cảnh phim đặt trọn tại nơi đây. Dù có nhân vật chính là dân Bắc Mỹ chính cống, nhưng phim lại đặt trọn trong những đô thị lớn tại Nhật Bản như Osaka hay Tokyo. Tuy vậy, các bạn sẽ không cảm nhận được sự khác biệt đáng kể vì cả hai thành phố đều có những tòa nhà chọc trời dày đặc, cùng với đó là đường phố nhộn nhịp tấp nập chẳng khác nào không khí Hoa Kỳ. Cộng hưởng với không gian hại điện là phần màu sắc thường thấy trong những bộ phim cyberpunk. Cách phối màu làm bộ phim toát lên khí chất hiện đại tựa như một số tác phẩm như Ghost in the Shell hay Black Panther. Có thể nói, với những ánh đèn neon bừng sáng cùng bầu không khí nhộn nhịp chốn thành thị, Kate đã thổi bùng năng lượng cho khán giả. Đó là bước đệm đầu tiên cho một cú nhảy mà mình sẽ nói kỹ hơn ở phần sau của video. Mặt khác, nếu bạn xem Kate với tâm thế theo dõi văn hóa Nhật Bản thì khả năng cao là bạn sẽ thất vọng. Ngoại trừ một vài cảnh ngắn ngủi thì nét đặc trưng của xứ phù tang được khắc họa không đáng kể vì nhà làm phim Netflix chỉ mượn Nhật Bản làm bối cảnh để kể câu chuyện của họ mà thôi. Mà có lẽ chẳng mấy ai quan tâm đến điều đó phải không? Chúng ta thường chờ đợi điều gì ở một bộ phim mà lấy sát thủ làm nhân vật chính? Câu trả lời là khía cạnh hành động. Thật đáng mừng khi đây là một trong những điểm sáng nhất của Kate. Nó sáng đến mức mình có thể khẳng định nếu bạn đang muốn giải tỏa cơn khát hành động thì bạn nên cho bộ phim này một cơ hội. Xuyên suốt câu chuyện, chúng ta được thấy Kate phô diễn năng lực ở rất nhiều bộ môn khác nhau. Nào là bắn tỉa, bắn súng lục, bắn tiểu liên, đánh tê bo, rồi thậm chí là né mọi đường đạn của kẻ thù. Những phân cảnh như thế vừa thể hiện được sức mạnh vượt trội của nữ chính so với phần còn lại, vừa cho thấy sự đầu tư của Mary Elizabeth Winstead cho vai diễn và vừa thu hút sự chú ý của khán giả. Màn trình diễn của Winstead bạo liệt và cuốn hút đến độ. Trong thoáng chốc, mình đã quên mất cô từng vào vai nàng thơ Ramona Flowers của Scott Pilgrim, hay lần cô trở thành người mẫu yểu điệu trong phim của quái kiệt Quentin Tarantino. Tương tự, cách thức dựng phim cũng góp phần hỗ trợ cho những đòn đánh của sát thủ Kate thêm phần cuốn hút. Cụ thể, nhịp phim được điều tiết ở mức ổn định, không tạo cảm giác chóng mặt hay khó chịu. Chưa dừng lại ở đó, nhà làm phim còn chủ động sử dụng những động tác máy khá cầu kỳ và hiện đại, vừa để tô điểm cho những cảnh chiến đấu, đồng thời cho khán giả thấy mức độ đầu tư về mặt hình ảnh của dự án này. Tóm lại, nếu chỉ xét ở khía cạnh hành động, thì Kate có phần nào đó rất giống người đồng nghiệp John Wick. Cô cũng có khả năng chiến đấu đa dạng, cũng giết rất nhiều mạng người không đếm xuể, và quan trọng là cũng có những phân cảnh thực tế đến trần trụi. Dù xem phim trên bất kỳ thiết bị nào, bạn cũng sẽ không khỏi trầm trồ bởi hiệu ứng hình ảnh mà phim mang tới. Theo mình, đây là một nước đi khá khôn ngoan đến từ nhà sản xuất, nhất là khi hầu hết khán giả của Netflix đang bị chôn treo trong nhà, thậm chí có phần ủ rũ vì nhiều ngày dài không được bung lụa. Nhưng nếu tua ngược thời gian một chút, dễ thấy Netflix đã quen với những dự án nuông chiều giác quan của khán giả, chẳng hạn như Extraction, The Old Guard hay Outside the Wire. Tuy nhiên, hầu hết những phim thuộc dạng trên đều có câu chuyện không trọn vẹn, hay nói thẳng ra là hy sinh nội dung để đầu tư cho diện mạo. Liệu Kate có thoát khỏi dòng chảy trên? Điểm đáng nói đầu tiên của truyện phim đó là tính dứt khoát và ngắn gọn. Chỉ trong khoảng 10 phút đầu tiên, chúng ta đã được biết nhân vật chính là ai, cô gặp phải vấn đề gì và đối mặt với thách thức ra sao. Tương tự, hành trình của nhân vật cũng đi theo trình tự đơn giản và thường thấy trong những phim lấy chủ đề về trả thù. Nói đi cũng phải nói lại, mạch truyện gấp rút cũng chính là con dao hai lưỡi với Kate, bởi hướng đi này đã bòn rút chiều sâu của phim. Từ đầu tới cuối, mình không cảm thấy có một chút kết nối hay thấu hiểu cho hành động của Kate, bởi con người cô hiện lên quá mờ nhạt. Chúng ta được biết nữ sát thủ đang chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ cuối cùng, nhưng không được giải thích rõ ràng về lý do nghỉ hưu của cô. Mãi đến hồi sau, phim mới đưa ra lời giải thích bằng những cảnh hồi tưởng, nhưng chúng lại quá ngắn và được sắp xếp rời rạc. Hơn nữa, việc đẩy nhanh tốc độ câu chuyện cũng dẫn tới một vài chi tiết chưa được giải thích thỏa đáng. Sau pha bắn tỉa thành công, vì sao Kate vẫn dấn thân vào nhiệm vụ tiếp theo tại Tokyo, dù trước đó đã khẳng định mình không còn muốn hành nghề sát thủ nữa? Chi tiết này khiến hành trình của nhân vật chính thêm phần gượng ép, bởi chúng ta biết cô hoàn toàn có thể đưa ra lựa chọn khác thay vì phơi mình trước hiểm họa. Tương tự, việc gán cho Kate một quả bom hẹn giờ tuy có tác dụng đẩy nhanh nhịp độ câu chuyện, nhưng nó gần như không có bất cứ giá trị nào trong mặt kết nối.
Khán giả được biết, đà nữ đã nhiễm phải chất kịch độc hạt nhân và mọi nhân vật khác đều thể hiện rõ rằng đây là trường hợp hết thuốc chữa. How much time do I have? A day, maybe. Như vậy, rốt cuộc hành trình sát súng trả thù của Kate có tác dụng gì ngoài việc xoa dịu cơn thịnh nộ? Giả sử có giết được kẻ chủ mưu, thì nữ chính cũng đâu thể cứu lấy chính mình. Và vì sao chúng ta lại phải đồng hành và leo lên một chuyến xe với nhân vật này khi đã biết trước sau gì cô cũng sẽ về chầu ông vải? Nhân vật trung tâm được đầu tư không tốt, dẫn đến hệ thống nhân vật phụ cũng mờ nhạt theo. Đầu tiên, chúng ta có Annie, cô bé người Nhật Bản là bạn đồng hành của Kate trong 2/3 phim và cũng chính là người khơi dậy một chút tươi sáng còn lại trong nữ sát thủ. Nhưng ngoài một phân cảnh nhỏ ở trường đoạn đầu, mối liên kết và ràng buộc giữa hai người không được thể hiện rõ. Và cô bé hiện lên giống như một công cụ của nữ chính hơn là người bằng hữu. Chính vì vậy, pha chuyển hướng thay đổi bầu không khí ở khoảng giữa phim trở nên thiếu thuyết phục. Nếu nửa đầu phim nghiêm túc, dồn dập bao nhiêu thì khoảng lặng lại trở nên nhí nhố và ngây ngô bấy nhiêu. Tông màu phim bị thay đổi 180 độ với không một lời giải thích thỏa đáng đã làm mình phải nhăn mặt và cảm thấy xa rời với cặp chị em này. Đấy là còn chưa kể đến những câu thoại có phần lố bịch và vô lý đến từ cô bé gốc Nhật. Chỉ sau một biến cố, có ai lại quay lưng với cả ngôn ngữ mẹ đẻ của mình như thế này không? Speak English, motherfucker. Và đây nữa, một cô bé 15 tuổi ngoài đời sẽ thấy hình ảnh này là ngầu, là chất lắm sao? So many scars and... Yeah, it's gross, I know. No. I think it's awesome. Quay trở lại với câu chuyện, sự thiếu hụt về mặt nền tảng cũng khiến dàn nhân vật khác chỉ như đặt vào cho có. Chẳng hạn như vai diễn người thầy của Woody Harrelson, hay những gương mặt khác như Tadanobu Asano và Jun Kunimura. Họ xuất hiện mờ nhạt và một chiều đến mức mình cảm thấy tất cả đều chỉ là công cụ hỗ trợ cho nhà làm phim bắn ra một cú twist ở hồi cuối. Đến đây, một vấn đề nữa trong định hướng kể chuyện lại lộ rõ. Trong khi hai hồi đầu tuân theo lối kể chuyện đơn giản, không quá nhiều thông tin, thì càng về cuối, câu chuyện lại càng quay ngoắt, đẩy cho khán giả quá nhiều thứ đến mức khó có thể sắp xếp nổi. Điển hình như động cơ của kẻ thù ác. Cảm giác này đúng kiểu như bạn đang đi băng băng trên đường thẳng phẳng lì, rồi bỗng nhiên gặp phải một con dốc cầu vống lên vậy. Với mình, Kate là một phim dựa quá nhiều vào tình tiết. Các nhân vật chỉ giống như những mảnh ghép mà nhà sản xuất tạo ra để gắn vào đường dây cốt truyện có sẵn, chứ hoàn toàn không có đời sống riêng. Vì vậy, nếu ai đã xem nhiều phim giật gân, chắc cũng không gặp mấy khó khăn trong việc nhìn ra pha bẻ lái cuối cùng. Sau tất cả, Kate tiếp tục là một sản phẩm đậm mùi công thức của Netflix, đó là chiều lòng khán giả bằng phần hình ảnh mãn nhãn và vào vấn đề rất nhanh. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì mà dự án này làm được. Nếu bạn muốn theo dõi hành trình trả thù đầy cay nghiệt, nơi ranh giới thiện ác trở nên mong manh và có thể khơi dậy sự đồng cảm ngay cả khi dòng credit đã hiện lên, thì mình nghĩ bạn nên đi tìm một lựa chọn khác. Còn nếu bạn chỉ muốn xả stress sau ngày dài căng thẳng, đắm chìm vào những khung cảnh giàu năng lượng và nhớ về sức mạnh bá đạo của sát thủ bút chì, thì hãy lên xe và đi lượn một vòng Nhật Bản cùng Kate nhé! Và đó là suy nghĩ của phê phim về Kate, bộ phim đang lọt top 10 Netflix tại Việt Nam. Các bạn cảm thấy thế nào với câu chuyện này? Cuộc trả thù của nữ sát thủ có thuyết phục được bạn không? Các bạn có muốn thưởng thức những chuyện phim tương tự trên Netflix? Hãy để lại câu trả lời và góp ý để chúng mình biết nhé! Video đến đây là hết. Tạm biệt và chúc các bạn xem phim vui. Xin chào! He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.